khoan đã. Muốn làm gì? Quê, cái chiều ông đánh lúc nãy chưa bằng gì vậy? Bạch phạt bạch trúng, một vụ lòng trả thù. Ok mọi người, thì hôm nay á cũng là một trong những ngày mà mình đi lễ 30/4. Hả? Nói không nghe. Không, anh đang nói chia với mọi người. Rồi ok mọi người, thì hôm nay cũng là dịp lễ 30/4 chung với cái clip mà mình quay đi biểu diễn chung với anh em đây. Thì tại thấy ghê vậy? Thì anh em đã đi ăn trưa rồi và bây giờ thì trời cũng rất là ưu ái cho mình là trời mát ha. Không có nắng. Thì sẵn tiện cho những bạn mà đam mê cái dòng Sachia Sonic Rider. Không anh nghĩ nha, mua thêm chiếc nữa. Cái này Sachia phải không? Sachia. Có anh em có Sachia đem ra chơi đi. Ừ. Được không, được không, được không? Đó, đó. Quá ghê luôn. Thì cái bạn này á, là bạn đó coi kênh của mình. Bạn nó coi kênh của mình xong rồi cái coi kênh anh Ba Khía nữa, rồi nó học theo. Trời ơi, công nhận học qua video mà vẫn bốc được chì là quá kinh khủng luôn mọi người, quá dữ luôn. Quá ghê rồi, quá ghê rồi. Cao quá cái không ừ ừ lên cái hết tùa cái đó. Bây giờ mình bốc chậm thôi. Ờ giờ mình đi chậm thôi, mình vừa lên một cái mình dậm phanh liền. Rồi vậy nó rớt sao ta? Thì nó rớt xuống, từ từ mình mới cảm nhận được cái chân. Ừ, cái cách đó là tập để cảm nhận cái chân nhanh nhất. Cho em thử đi, bây giờ em bốc, vừa bốc lên cái là dậm chân liền. Vậy dậm cho rớt xuống luôn hả? Đúng rồi, dậm cho rớt luôn. Cái mốt cái chân mình nó nhường nhuyễn á, cái mình sẽ hãm cái lực phanh cái chân của mình lại. Để em lên cái là em giữ ga luôn. Ừ, bây giờ giữ ga là tốt rồi á, giữ ga là ok rồi á, nhưng mà bây giờ tập cái chân đi. Tập cái chân mới giảm được cái lực máy mới đi xa được. Thử đi, vừa lên cái dậm phanh liền, có cảm giác liền. Đó, bạn này giữ ga khá tốt nha mọi người. Đúng rồi, dậm phanh vô. Ủa, dậm phanh đi được không ta? Được, bình thường. Lên là dậm liền luôn hả? Đúng rồi, lên dậm cho nó rớt xuống cái mốt á, cái mình mới biết được cái lực chân của mình rồi. Thì mình giảm, dậm nhẹ lại thôi. Ví dụ mình lên một miếng ga dày, mình dậm miếng thắng, cứ lên miếng ga dậm miếng thắng là nó sẽ đều. Mà cái độ cao thấy ok chưa? Độ cao vậy ok rồi, em cả dè rồi còn gì nữa. Đỉnh rồi, vô luôn. Quá dữ luôn, anh Ba Khía. Đây là anh Ba Khía, bây giờ sẽ rủ anh Ba Khía bốc đầu Sachia nha. Anh bốc anh em. Anh bốc Sachia được không? Ê, từ từ. Anh bốc con này được không? Anh bốc được rồi, vô luôn anh, thử ơi, cho anh Ba Khía mượn thử nha. Đúng rồi, cho anh Ba Khía đi. Rồi anh Ba Khía bốc con này nha. Ê, từ từ để em chạy theo. Rồi rồi, coi anh Ba Khía bốc nha. Ông đang tập làm quen trước. Ôi à, ghê quá vậy. À, cặp đôi này quá ghê rồi. Đó, đó. Bại luôn cái gì à? Bại luôn cái biển số. Nhẹ nhàng cơ tao. Bay luôn cái biển số rồi. Chưa, thấy sao anh? Thấy sao, thấy sao? Bình thường thôi. Bình thường thôi hả? Ừ, như là đồ chơi á anh em. Đồ chơi. Nhưng mà cái này của nó hẹp hơn cái con ẹt đúng không? Đúng rồi. Mình bóp lên cái y chang là mình nhìn. Mình tính nước. Ơi. Đây. Cho em mượn thử coi. Sao đây là hậu lai xe gớt này. Bậy rồi, không có rớt ngại được. Hả, à, đồ quỷ này. Quê, khoan đã. Muốn làm gì? Quê. Cái chiều ông đánh lúc nãy chưa bằng gì vậy? Bạch phạt bạch trúng, một vụ lòng trả thù.
Bạch Phạt Bạch Trung bóp vú lòng trảo thủ. Thế nào? Có nội dung. Tôi học cái này. Chiều này thì sao? Tôi quyết định học cái này. Trời ơi nó đã. Công nhận đã thiệt anh em. Xe xa chia gì đâu mà ngon quá. Hai cặp đôi này quá dữ rồi mọi người. Bóp đi, bóp đi. Hai cặp đôi này là thuộc dạng dữ nhất showbiz luôn rồi. Tới công chuyện luôn. Tới công chuyện luôn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bóc lại cho các bạn coi nè. Vô số 2 luôn. Ủa nó đã. Công nhận xe gì mà nó đã thiệt sự. Phê luôn. Thì có nhiều bạn á, nhắn tin cho mình nói mình là thật sự. À đi chậm thôi đúng không? Không phải tại anh đang feel. Không có, đang chuyển qua làm Rushing Boy. Đang chuyển qua làm Rushing Boy. Nay là Rushing Boy. Ok ok đi chậm nha. Rushing Boy, Rushing Boy. Ok, Racing Boy nè. Đi chậm khó quá anh em ơi, xe này bánh nhỏ quá. Quá ghê, thôi bây giờ mình sẽ vô chuyên mục chính là giới thiệu anh em. Hướng dẫn anh em bắt đầu nha. Quá dữ luôn, quá dữ luôn. Lần đầu tiên anh thấy con xe mà nó mạnh vậy luôn á. Có em có độ gì không? Bữa hổm làm bô xăng lửa đó. À bữa làm bô xăng lửa để giờ luôn. Khảm tua chưa? Không, xong rồi chạy kiểu như nó quá thôi, không chơi nữa. À, vậy zin hết rồi. Vậy zin hết luôn. Nhưng mà cấu hình nó là hồi xưa từng làm bô xăng lửa. Đúng rồi. Ghê thiệt. Anh Ba Khía thấy cái lực máy con này với con ẹt của mình sao anh Ba Khía? Sao máy chưa thấy ra nữa. Đang đợi xe. Hả sao sao? Bình thường. Nó mạnh hơn cái kiểu mà nó sốc nhanh đúng không? Mạnh hơn. Xe này độ rồi, như ga nó không ổn. Ga nó không ổn hả? Không như zin được. Ừ. Anh Ba Khía sẽ bốc đứng nha mọi người. Ôi. Ông gung nhìn ghê quá. Ừ. Ông phải lắc lắc để ông làm quen. Cái bánh nó nhỏ đúng không? Cái bánh nó nhỏ quá phải không? Hả? Gì hả? Cái bánh nó nhỏ không? Cái bánh nó nhỏ cho nên nó không cân bằng chứ gì. Rồi. Rớt cái biển số một hồi bay cái biển số luôn là anh đảm bảo luôn. Nhưng mà em biển số đúng đường chạy vậy. Ờ nhưng mà em chơi cái môn này là không có để dè được. Em thấy chiếc Sonic trong kia đâu để dè đâu đúng không? Nó vả lắm. Nó vả hả? Nó vả là sao? Là nát á. À. Tới rồi phải không? Nhưng mà bóp ngon mà dùng để chơi bóp đầu tuyệt vời vậy. Thì đối với trình của mình á thì xe nào bóp cũng được nghe nè. Rồi. Tới công chuyện thiệt. Rồi bây giờ mình sẽ cùng anh Ba Khía hướng dẫn em bóp đầu con này sao cho an toàn. Rồi anh Ba Khía không đi chơi luôn rồi. Ok anh em, thì đối với cái con xe như thế này á. Đâu chạy từ dưới là dính mấy cơn mưa rồi. Ủa ở quận 7 là khúc mưa rồi chạy nước động ở ngay cái đường quốc lộ 13 nó nước động hơi bị ghê luôn. Quận
7 là ở ngay khúc Nguyễn Linh á. Đúng rồi. Em ở Tùng Đảng á. À rồi biết đường đó rồi. Học bao lâu để bốc được? 2 tháng. Chắc chắn là 2 tháng. Ừ, liên tục. 2 tháng, 2 tháng là một người bị không biết gì luôn á. Thì phải té nữa đúng không? Ừ, cộng thêm té nữa. Nó phải té hả? Phải té. Không té không được. Em té chưa? Té rồi. Té rồi thấy chưa? Té rồi bóp nè, rồi ra bóp đi. Bóp cho mấy ảnh coi. Không bóp đâu được nhưng mà thôi không có giữ ra được thôi. À, phải giữ ra được mới chơi được. Nhưng mà cái phải có cái kỹ thuật này nọ đúng không? Đúng rồi. Nói chung á giờ mình ngồi con này á, bây giờ mình ngồi con này mình lên bóp á nó khác trời giật với con ẹt. Con mệt ít khác luôn. Đó rồi con mô tô này là càng khác luôn, không có giống nhau gì hết trơn á. Nhưng mà khi mà bóp được hiểu cái nguyên lý đạp phanh nè. Là lên con nào cũng vậy á. Đúng không? Mà ba thấy á thường á là anh em lên hai heo hết rồi, hai heo sau hết rồi. Đúng rồi, thì xe của hậu cũng hai heo đó. Ủa tại sao vậy? Hai heo là bên đây nó có cái ngón giữa là mình có cái thắng phụ á. Để mình bốc. Lên là mình đạp thắng không được đúng không? Không, mình vẫn đạp thắng bình thường, mình thích thì mình đạp chân, mình không thích á thì mình để chân này ra sau mình sử dụng cái thắng bên tay trái. Đó lý do hai heo á. Trong khi tôi đang nhiều chuyện thì ở một góc nhìn khác. Hello mọi người, đây là Hậu Ly nha. Chào mọi người, mình là Hậu Ly đây. Nhắm mắt bóp được nào. Hậu Ly mãi đỉnh nha em. Chơi chơi chơi, nói lại anh. Hậu Ly mãi đỉnh. Hậu Ly mãi đỉnh. Rồi để quay cái này cái. Ê ê ê. Ok anh em, thì để bóc được con sa chia mà nó an toàn á, anh em đừng có đứng im à, tại khi mà mình đứng im cái bánh nó nhỏ quá thì mình giữ cân bằng không có được. Nhưng mà anh em cũng đừng có chạy nhanh mà anh em chạy về cho mình nè nha, khoảng 10 km/h tầm này nè, rồi tầm này. Ôi vậy thôi, sau đó anh em đó là chiếc xe nó sẽ đi thẳng. Mà anh em đứng im lại nè thì mình bốc được, nhưng mà anh em bốc không được đâu, nguy hiểm lắm. Mà hả anh em chạy nhanh như thế này thì càng nguy hiểm hơn, tại vì chạy càng nhanh té càng đau. Cái môn này nó không phải là trèo càng cao té càng đau mà chạy càng nhanh té càng đau nha. Cho nên mình nghĩ với cái vận tốc mà hợp lý nhất là 10 km/h. Trời đất ơi, cái gì mà nhiều vậy. Ok mấy anh cũng mình đi ăn cơm nhưng mà đợi xíu đi nè, 10 km/h. Đó cứ 10 km/h bóp cơ bằng một ngón, bóp cơ bằng một ngón, sau đó lên ga để anh coi 7-8 ngàn nha. Đó cực dễ luôn. Và đồng thời những cái clip trước thì mình cũng đã nói là các bạn phải quan tâm cái phần thắng. Thắng chiếc nào cũng như nhau hết. Hả? Khó đi hơn chiếc kẹt không? À, quen rồi thì thấy nó lại dễ do cái lực máy nó mạnh. Nó kéo mình đi ngon lành hơn nhiều. Đây. Đó. Đá số luôn. Đó thì anh em lúc mà bóc lên á là mình phải khum cái vai lại nè, khum lại. Các bạn thấy cái màn hình mình đưa lại gần đồng hồ không? Khum lại sau đó giật lên. Nè. Đó. Như vậy thôi, rất là đơn giản rồi. Mấy clip trước mình cũng đã nói quá nhiều về kỹ thuật stun. Bây giờ mình sẽ coi lại bạn chủ nhân xe bóc nha. Bóc đi. Giờ mình dùng phanh nhiều quá mốt mình quên cái ống ga sao ta. Không, em dùng ga được là mốt, em dùng phanh là tự nhiên tới lúc đó em thuộc hết hai cái luôn à. Giờ cái khó nhất là giữ ga đó chứ không phải phanh đâu. Đó. Quá ghê luôn, chỉ là học qua video mà bóp vậy nè. Kinh khủng không? Học qua video thôi. Quá dữ luôn. Ồ. Oh. Em ở đâu rồi anh ta? Em ở Nhân Trạch anh. Nhân Trạch hả? Ở Đồng Nai. Đồng Nai, cách đó phải lái đi qua. Xa quá, tưởng đâu gần là anh rủ đi cà khịa đây xin bôi rồi. Để chừng nào
đều ra là đi cà khịa đi xin voi nha. Bây giờ hiện tại là những cái lên rớt không à. Thôi vậy là quá dữ rồi, tập từ từ thôi, không gấp, môn này là mình thời gian thôi. Thôi vậy là quá đẹp rồi, quá ok rồi. Rồi thôi đi tập đi, đi ăn cơm. Không, đi ăn cơm luôn đi. Lát rồi, ừ. Ok mọi người, thì hôm nay á, chủ yếu là có con sa chia rất là lạ ở đây. Lạ so với những con ở đây, cho nên mình mới quay cho bạn coi. Và rất là nhiều bạn thích sa chia, và hy vọng là anh em sẽ hy vọng là anh em sẽ thích cái bộ môn này, thích con sa chia này, và cả con Exeter của mình nữa. Cảm ơn em rất là nhiều nha, bye bye.